Rồi, cô chào cả lớp. Thì hôm trước đó mình đã làm bài tập về past simple. Rồi tụi con đã làm tới câu 10, 18. Number 18. Hôm nay lớp sẽ tiếp tục. From number 18 to number 20. Tú. Là suốt shocked to repeat shocked shock câu này con sẽ sử dụng thì gì? con là thì quá khứ đơn. Sao con biết phải sử dụng thì quá khứ đơn? Dạ có chữ quá. Có chữ Quá. Wow. was, right. Ở mệnh đề trước đang sử dụng thì quá khứ đơn was. Và tụi con thấy ở đây so là mệnh đề chỉ kết quả, vì vậy thì ở mệnh đề phía trước sử dụng thì quá khứ đơn, thì ở mệnh đề chỉ kết quả tụi con cũng sử dụng thì quá khứ đơn. V2 của shut cũng là shut. Shut the window. What does it mean? Cô là Shut the window. cô là đóng cửa sổ. Right. Shut the window. Number 19. Nay thì là Grand Jimmy đi. Câu này sao con biết con phải sử dụng thì quá khứ đơn? Dạ có từ yesterday. Right. Yesterday. Rồi, ở đây tụi con thấy yesterday, but yesterday it rained all day. Nhưng ngày hôm qua thì trời mưa cả ngày. Thì tụi con thấy yesterday ở đây là trạng từ chỉ thời gian. Có nhiều bạn thấy đặt ở ở phía đầu. Trạng từ chỉ thời gian thường tụi con thấy đặt ở phía sau đúng không? Nhưng trạng từ chỉ thời gian cũng có thể đặt ở ở phía trước, ở phía trước chủ từ. Để mà nhấn mạnh cái thời gian, nhấn mạnh về thời gian, nên đây yesterday đặt ở phía trước chủ từ it. Và nếu như tụi con đặt ở phía sau thì nó vẫn được, và cái vị trí phổ biến của trạng từ chỉ thời gian là đặt ở phía sau chứ không phải đặt ở phía trước. Nhưng mà để nhấn mạnh thời gian thì tụi con có thể đem trạng từ chỉ thời gian đặt lên trước chủ từ. Number 20. Cô là
Hai từ were. Were, right. Were. Yeah. Câu này đằng sau là tiếp theo là were luôn câu. À, câu này Tú giải thích cho cô. Sao con sử dụng thì quá khứ đơn ở vế đầu tiên? Ở đây có hai vế. Vế đầu tiên là phía trước but, và cái vế còn lại là phía sau but. Đối với vế trước là có tên gì nè, thì tên gì, right, 1920. Vế thứ hai, cô là vế thứ hai là có từ in, có từ in. In đây hả? Nhưng mà ở đây cô hiểu ý con là ý của con là trong câu thì phía trước sao thì phía phía sau như vậy cùng thì với nhau. Cái 1920 này con cho nó là của nguyên một câu luôn, cho nên con sử dụng động từ ở thì quá khứ. Nhưng mà trường hợp này con lưu ý là chỉ với and thôi. And là từ nói để liên kết những cái sự vật, sự việc, những cái việc mà nó giống nhau về tính chất thì sử dụng and là và. Nhưng mà đối với but, but là từ nói thể hiện sự đối lập, đúng không? But là dạ. Cho nên khi con gặp but thì con phải nghĩ ngay tới sự đối lập. Vậy ở phía trước là quá khứ vào năm 1920, thì ở vế sau nó phải là sự đối lập. Dạ. Ở đây con thấy có có nào. Vậy thì to be ở đây con sẽ sử dụng là wow. To be của thì hiện tại đơn là were là của thì quá khứ đơn past simple. Gọi là right, are. Thì lưu ý cho cô cái từ nói mang chỉ sự đối lập but. What does this sentence mean, Tú? What does this sentence mean? Mà câu này cô nói thêm phần này á, are ở đây là động từ to be, mà động từ to be là một trong những loại stay verb, cho nên tụi con không có thêm in vào được. Cho nên ở đây tụi con sử dụng động từ to be ở thì hiện tại đơn. Nhiều bạn thế nào thì nhớ ngay tới nó là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Nhưng mà nhớ cho cô là đối với to be là một trong những loại stay verb, cho nên tụi con không có sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với to be, mà tụi con sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Cho nên ở đây sử dụng là are. Đây chủ từ là danh từ số nhiều, nhưng mà sử dụng to be là are. Tú, câu này con dịch được không Tú?
Dạ không cô. Rồi. 1920s films, những cái bộ phim vào năm 1920 á, thì là những bộ phim black and white, à, những bộ phim trắng đen. But now most films are in color. Nhưng mà bây giờ thì hầu như các cái bộ phim là phim phim màu. Đúng không? Coi phim bây giờ là phim phim màu đúng không? Còn hồi xưa là vào những năm 1920 thì là phim ảnh trắng đen. Rồi, from number 21 to number 25. Okay. Dạ yeah, cô, number 21. I went to dance yesterday. Câu này có dấu hiệu nhận biết là gì đây Kha? Dạ thưa cô là yesterday. Go to the dentist. Dentist. What does it mean? Dentist. Dạ thưa cô là nha sĩ. Right. Vậy là đi tới một nơi nào đó thì sẽ có dấu từ to. Cô đố em, ở cô đố Kha là đi tới đâu không có to, không có dấu từ to. Dạ cô là go home. Go home, right. Go home. Không có dấu từ to. Number 22. Picture number 22, I passed it, my class week. I passed. Câu này con sử dụng thì gì? Thì quá khứ đơn. Dấu hiệu nhận biết là? Last week. Last week, right. Last week. Đây là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc? Dạ cô là có quy tắc. Nên chỉ việc thêm ED. ED, right. Past. Past. Âm này sẽ đọc là tờ. Past. Tận cùng là S thì sẽ đọc là tờ. Past. Tụi con chỉ đọc là it. Tụi con chỉ đọc là it. Ví dụ như là tận cùng là T. Chỉ có hai trường hợp thôi. Tận cùng là T hoặc là đi, thì khi đó tụi con mới đọc là it. Có ví dụ ha. Wanted. Wanted. Tụi con thấy chữ want tận cùng là t, thì khi đó tụi con mới đọc là it. Wanted. Wanted. À, còn nếu như tận cùng là cùng là T hoặc là D thì tụi con sẽ đọc là it. Nắm vô wanted. Đối với những động từ tận cùng là P. Cái này tận cùng ở đây là cô nói về cái cách đọc đó ha. Cái cách đọc, cái âm cuối tụi con phát âm ra là cái gì? Là phát âm tận cùng ra là âm hoặc là âm sh, âm ch. Cái âm này nè, trong phát âm tụi con sẽ phát âm là sh, sh.
Còn âm này là ch. Cô ví dụ ha, thì khi đó tụi con sẽ đọc là ch, là tờ, đọc là tờ. Cô ví dụ như ở trên tụi con có động từ là past, thì cái âm cuối nè, âm cuối của tụi con là pass, pass. Thì khi em đi vào tụi con sẽ phát âm thành thành tờ. Âm ed này sẽ đọc là âm âm tờ. Âm ed này sẽ đọc là âm tờ. Còn ở đây âm ed này sẽ đọc là âm âm ed. Wanted, đây là past. Hoặc là tụi con có động từ watch là xem, đúng không? Watch TV. Khi tụi con thêm ed vào thì sẽ là watched, watched. ED này tụi con sẽ đọc là T. Vậy thì lưu ý cho cô ha. Còn những cái trường hợp còn lại, những cái trường hợp còn lại có nghĩa là tận cùng là những cái âm còn lại thì tụi con sẽ đọc là đờ. Những động từ còn lại thì ed tụi con sẽ đọc là the. For example, state, state. Thì ed này tụi con sẽ đọc là the, đúng chưa? Bởi vì nó không thuộc những cái trường hợp ở trên, tụi con đọc là the state. Mà cái phần này á, khi mà làm bài tập về ngữ âm thì tụi con sẽ dựa vào cái cách phân biệt này để mà xác định xem ed đọc là gì, để chọn ra cái cách phát âm khác nhất. Cái từ nào có cách phát âm ed khác so với những cái từ còn lại. Vậy đây là cái quy tắc để tụi con biết được khi nào ed đọc là it, khi nào ed đọc là t, khi nào ed đọc là t. Number 23, can continue. Number 23, my ears cross started 2 months ago. Good, started. Câu này có dấu hiệu nhận biết là gì đây Kha? Vậy thôi cô là 2 months ago. Right, 2 months ago. Number Đáp án của con là gì Kha? Dạ cô là number 24 là world. Câu này con có dấu hiệu nhận biết là gì? Picture in the 1950. Right. 1950.
khi tụi con đọc teen, những cái số mười mấy teen, cái vần phía sau á là teen thì, ví dụ như cô đọc là 15 thì sẽ nhấn ở cái teen đó là 15. Còn nếu như là từ các cái số 50, 60 với cái đuôi là T á, thì tụi con sẽ nhấn ở phần 1 như là 50 hoặc là 40 hoặc là 60. Nhưng mà teen thì là 16, nhấn ở chỗ teen. Ở đây tụi con thấy là hai người. Hai người này, and là chủ từ số, số nhiều, cho nên tụi con sử dụng were. Number 25. Picture number 25 là Shaw. Câu này tụi con cũng có dấu hiệu là ago. Ago là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Can you translate this sentence from English into Vietnamese? Dạ thưa cô là một vài năm trước đây châu Âu đã Europeans là những cái người châu Âu đã làm gì vào 500 năm trước, 500 years ago. So what does it mean? So dạ thưa cô là xem thấy là nhìn thấy, đã nhìn thấy. Potatoes. Khoai tây đúng không? Potatoes for the first time. Ở đây tụi con thấy so là đã nhìn thấy những khoai tây for the first time, lần đầu tiên, là khoảng 500 năm về trước. See, saw, seen. From number 26 to number 30, ý. Ai có ăn dùng thì hiện tại đơn. Câu này trong câu con thấy có dấu hiệu là gì? Dạ là yesterday. Yesterday là dấu hiệu của thầy gì? Dạ là thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Vậy clean là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc? Dạ có quy tắc.
có quy tắc thì con chỉ việc. Thêm S hoặc IS. Còn đối với thì hiện tại đơn, còn đối với thì quá khứ đơn. Thì nó quá khứ. À, đối với thì quá khứ đơn thì con thêm ED. Right, ED. Ở đây tụi con thấy là 3 times yesterday là 3 lần ngày hôm qua. 3 times là chỉ cái việc lặp đi lặp lại nhưng mà là trong quá khứ. Nếu như chỉ ngừng ở tại đây thôi, 3 times, thì tụi con, đó là cái việc lặp đi lặp lại, tụi con sử dụng thì hiện tại đơn. Nhưng mà nói về cái việc lặp đi lặp lại, yesterday, 3 times yesterday, khi đó tụi con sử dụng thì quá khứ đơn. Number 27. Yeah. We enjoy. Enjoy. Câu này có dấu hiệu nhận biết gì không đây ý? Dạ là last year. Last year. Last year là dấu hiệu nhận biết của thì gì? Dạ là thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Vậy thì enjoy ở đây là động từ có quy tắc hay bất quy tắc? Dạ có quy tắc. Vậy thì con chỉ việc ED. Thêm ED. Nhưng mà ở đây con thấy động từ này tận cùng là một một nguyên âm cộng với y dài. Vậy thì con ghi thành là y e giờ. Con đổi y dài thành y ngắn cộng thêm y ngắn cộng thêm y đi. Chưa đúng. Vậy đối với trường hợp tận cùng là một phụ âm cộng với y dài thì sao? Ý nhắc lại cho cô phần này. Dạ nếu là y dài thì con bỏ chữ y, hay giờ đó y ngắn thì con thêm y đi. Cái đó là trong trường hợp tận cùng là một phụ âm cộng với y dài. Nhưng trong trường hợp này là một nguyên âm. Ô ở đây là nguyên âm. Thì con chỉ việc thêm y đi thôi. Những cái trường hợp tận cùng là nguyên âm cộng với y dài thì tụi con chỉ việc thêm y đi vào thôi. Lưu ý cho cô là không có chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm y đi. Nhắc lại, tận cùng động từ tận cùng là nguyên âm. Nguyên âm là gì? Ý nhắc lại cho cô các nguyên âm trong tiếng Anh. Dạ, nguyên âm là I. You, right. Cộng với y dài. Con sẽ thêm y đi vào. Thêm y đi vào sau động từ. Còn đối với trường hợp động từ
cùng là phụ âm cộng với y dài. Khi đó tụi con phải chuyển y dài thành y ngắn, rồi sau đó thêm y đi vào. Ý continue. Yeah. We stay. Stay. Đây là động từ có quy tắc hay bất quy tắc, để ý. Dạ, có quy tắc. Thì con chỉ việc thêm ED. Thêm ED. Rồi, vậy đối với tận cùng là y dài thì con có hai trường hợp. Ở trường hợp này con có chuyển y dài thành y ngắn hay không? Dạ không. Bởi vì? Bởi vì A là một nguyên âm. Right. Ở đây con đọc cho cô clean này, ed đọc là gì? Là t, là tờ, là it hay là đờ? Đờ, right. Ed đây đọc là đờ. Còn ở đây con đọc là it. Con đọc là it khi nào? Dạ, là it khi em ed. Đọc là it khi tận cùng ở đây nè. Cái từ cuối cùng nè. Con thấy là t hoặc là d thì con mới đọc là it. Còn đây con vẫn đọc là d. Dưới stay này tương tự. Con cũng đọc là number 28. Yeah, the boy see stop. Câu này dấu hiệu nhận biết là gì mà con biết sử dụng thì quá khứ đơn? Dạ là last night. Right. Rồi con nhìn động từ ở đây cô ghi về đã. Cô ghi vậy phải giống như con nói không? Dạ phải. Rồi câu này bạn nào có ý kiến khác? Dạ cô làm phải gấp đôi lên. Alright. Tại sao đây phải gấp đôi? Tại sao đây phải gấp đôi phụ âm P lên đây Kha? Dạ cô, bởi vì stop là một cái tận cùng của nó là một phụ âm. Tận cùng là một nguyên âm cộng với một phụ âm. Thì tụi con phải gấp đôi phụ âm lên. Stopped. Và Kha cho cô biết âm ED này đọc là gì đấy Kha? Dạ cô là it.
Chưa đúng. Chào. Tận cùng là T hoặc là D thì con mới đọc là it. Như này tận cùng là âm âm. Tận cùng là âm thì tụi con sẽ đọc là tờ. Chỉ có tận cùng là T hoặc là D thì tụi con mới đọc là it. Vậy thì nhớ nha, khi làm bài cô sẽ hỏi tụi con là âm này đọc là âm y đi này sẽ đọc là t, là tờ, là d hay là et. Rồi ý continue. Dạ clip con thêm y đi. Câu này con sử dụng thì gì đây ý? Dạ con sử dụng thì quá khứ đơn. Có dấu hiệu nhận biết là last night. Last night. À, sleep là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc? Dạ có quy tắc. Có quy tắc là chỉ việc thêm ED. Thêm ED. Là bạn nào có ý kiến khác? Rồi Tú, con có ý kiến khác không Tú? Dạ không Kha, con có ý kiến khác không Kha? Dạ có. Dạ hơn cô, bởi vì sleep là một động từ bất quy tắc nên mình sẽ chuyển qua là play. Slept, slept. Can repeat, slept. Teacher slept. Great. Và sau động từ thì tụi con sử dụng trạng từ, nói chung well là trạng từ của good. Good là tính từ. Nhưng mà sau động từ thường thì tụi con cần một trạng từ ở đây. Slept well last night. Ý continue. Dạ. Moza. Moza. Rồi câu này đầu tiên con xác định cho cô là sử dụng thì gì trước? Dạ thì quá khứ đơn. Dấu hiệu nhận biết là? Là only. Là only. Thì quá khứ đơn không có dấu hiệu nhận biết là only. Dạ. Oh. When he yeah. When he died. Right. When he died. Tụi con thấy động từ này đang thêm ed. When he died. Và Moza. Moza là một nhân vật trong lịch sử. Moza là cái nhà soạn nhạc vĩ đại. Nhưng mà ông là người sinh ra và sống ở trong cái thời đại trước, nhân vật, những cái nhân vật lịch sử Moza. Thì dấu hiệu của thì quá khứ đơn đó, ngoài tụi con gặp những cái năm trong quá khứ nè, thì khi tụi con thấy những cái nhân vật
lịch sử thì đó cũng là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Moza. Is là to be của thì gì để ý? Is là to be của thì hiện tại đơn. Right, mình nãy con mới xác định là quá khứ đơn. Đó là thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn con có to be là gì? Dạ, to be là is a. Is or are là to be của thầy. I am a student. I am a student. She is a student. Thì đây là to be của thầy gì đây? Phát. Phát nhắc lại cho cô am, is, are là to be của thầy gì Phát? Thưa cô là của thì hiện tại đơn. Right. Vậy to be của past simple là? Were. Right. Ở đây con sử dụng was hay là were? Was. Right. Đợi ý con sẽ đọc cho cô cái chữ die này, con sẽ ed này con đọc lấy gì đi ý. Dạ này con sẽ đọc là d. Right. Died. Dạ. Tiếp tục cô sẽ cho tụi con làm tiếp bài tập về present perfect. Present perfect là thời hiện tại hoàn thành. Thì khác với past simple. Nếu past simple tụi con sử dụng động từ ở cột 2, V2. Trong bảng động từ có quy tắc hôm trước tụi con đã học đó, thì trong thời hiện tại hoàn thành present perfect, tụi con sẽ sử dụng động từ ở cái cột thứ ba. Cột thứ ba. Vậy nhớ cho cô ha. Thì quá khứ đơn mà tụi con vừa làm bài tập xong, tụi con sẽ sử dụng động từ ở cột 2 trong bảng động từ có quy tắc. Còn bài tập về present perfect, tụi con sử dụng động từ ở cột thứ ba, hay gọi là V3 hoặc là V thêm ED. Nếu có quy tắc thì tụi con cũng chỉ việc thêm ED vào thôi. Và một trong những cái dấu hiệu nhận biết mà tụi con thường hay thấy nhất của thì này đó là for. Since, for, tức là since. Thì khi nào dùng for, khi nào dùng since. Thì cái hôm học lý thuyết cô đã có chỉ cho tụi con rồi. Hiện giờ cô sẽ hỏi lại. From number 1 to number 3, fact. Dạ cô. From number 1 to number 3. Thưa cô, câu số 1 là
for. Vậy con nhắc lại cho cô khi nào sử dụng for, khi nào sử dụng since. Ờ, để con thấy, để con thấy đây là dấu hiệu của thì hoàn thành đúng không? Thì hoàn thành ở phía trước nè. It has rained. Thì hoàn thành có cấu trúc là have hoặc là has. Đây là viết viết tắt của has đúng không? Has. It has rained cộng với động từ thêm ed hoặc là động từ ở cột 3. Rained ở đây là động từ có quy tắc nên chỉ việc thêm ed vào thôi. Thì tụi con sẽ thấy có for, có since. Thì sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành nè. Tụi con thấy không? Tất cả những câu này đều sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Have hoặc là has cộng với verb 3 hoặc verb thêm ed. Và trong vậy thì ở đây tụi con sẽ điền là for hoặc là since. Bởi vì đây là dấu hiệu của thì này. Thấy có for hoặc since thì biết là sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Và ngược lại, khi thấy có thì hiện tại hoàn thành thì cũng sẽ có for hoặc là since. Vậy khi nào dùng for, khi nào dùng since? Ở phần này Tú, con có ý kiến khác không Tú? Ở Kha, phần này con có ý kiến khác không Kha? For hay là since? Dạ cô là, cô là for. Hôm trước con có ghi bài không? Hôm trước con có ghi bài phần này không? Với lần time con sẽ sử dụng for hay since? Hôm trước cô có nói là for cộng với khoảng thời gian. Khoảng thời gian nó có thể là 2 năm, 3 năm, 2 tiếng, 3 tiếng, 3 hours, 4 hours, hoặc là for 2 years, khoảng 2 năm. Nhưng mà với since, since là dùng cho điểm thời gian. Chữ since này nè, since này dùng cho điểm thời gian. Nó phải là cái thời gian cụ thể ra. Nếu như thứ thì phải là thứ mấy? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hoặc là nếu năm thì cụ thể ra là năm nào? 1930, 2000. Còn nếu như là mùa thì cũng phải cụ thể ra spring, autumn, winter. Còn nếu như là giờ thì phải cũng phải cụ thể ra 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, đúng không? Cụ thể ra. Còn những cái mà khoảng, cái khoảng thời gian nó không cụ thể ra thì tụi con sẽ sử dụng là for. Trong trường hợp này lunch time là giờ ăn trưa, thì giờ ăn trưa này được xem như là cái giờ cụ thể lunch time, giờ ăn trưa cụ thể ra đây là cái giờ dành cho việc ăn trưa chứ không phải là dành cho những cái việc khác. Tôi đã cụ thể ra cho mình luôn lunch time. Còn nếu như chỉ nói time thôi là thời gian đúng không, thì không biết là lúc nào, nhưng mà lunch time là thời gian ăn trưa thì là đã cụ thể ra là cái thời gian đó là cái thời gian để ăn trưa. Lunch time. Tụi con sử dụng since. Number 2, phát continue. Thưa cô là
cô là seen. Right. Đây con giải thích cho cô sẽ sử dụng seen. Thưa cô là có thời gian rõ. Right. Đây là cụ thể là năm nào đúng không? 19. Con đọc cho cô cái năm này phát. One night. Đọc cái cách đọc là con tách ra, tách làm hai. Rồi con đọc cho cô số này. 1995. Right. 1995. Nếu như nói là year đúng không? Year thì không biết là năm nào. Nhưng mà ở đây cụ thể ra 1995. Number 3. Who go to là 4. Right. Four. Number four. Room number four to number six. Tú. Cô là sai. Là scenes. Scenes. Right. Scene. Ở đây con thấy an hour là cái gì? An hour là một giờ, là một tiếng đồng giờ. Hồ đúng không? Một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Nhưng mà đâu có cụ thể ra là giờ nào đúng không? Đâu có cụ thể ra là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ đúng không? Con được chỗ này không Tú? Nghĩa là một tiếng. Một tiếng là chưa có cụ thể ra là mấy giờ. Dạ. Cho nên con sử dụng for. For, right. Cô ví dụ đây như là A nè. A lock. 8 giờ. Right. Thì khi đó sẽ sử dụng since. Number 5. 4. 4. Này con thấy không có cụ thể ra đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con lưu ý cho cô trường hợp này, khi nói về thời gian á, thì mình cần phải cụ thể. Nếu mà cụ thể ra thì dùng là since. Còn nếu mà mơ hồ á, không có xác định được cụ thể thì sử dụng for để chỉ khoảng thời gian. Còn đối với trường hợp ở phía sau là một mệnh đề. Mệnh đề ở đây là một câu. Câu này sử dụng thì quá khứ đơn thì tụi con sẽ sử dụng là seen. Seen. Ở đây cô có một cái cấu trúc là hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là thì hiện tại hoàn thành. Seen. Quá khứ đơn. Ở đây tụi con có seen. Phía trước sử dụng động từ chia thì hiện tại hoàn thành. Ở trong câu này tụi con thấy nè. Ở phía trước since là động từ chia thì hiện tại hoàn thành. Với cấu trúc là has cộng với verb 3. Verb 3 hoặc là verb to be. Ở đây là verb to be. Và tiếp theo đó tụi con thấy seen nè. Seen. Đây cô cũng có seen. Rồi sau đó quá khứ đơn. Là cái vế phía sau động từ sẽ chia thì quá khứ đơn. Động từ left ở đây là động từ chia quá khứ đơn. Left là quá khứ đơn của động từ nào đây Tú? Cô là... Cô nói lại được không? Không nghe rõ.
Left này là động từ đang ở thì quá khứ đơn nè, V2. Vậy thì V1 của động từ này là? Thưa con. Thưa con là ly à? Là leaf, right. Leaf. Leaf, left. Leaf, left, left. Ở đây tụi con thấy động từ này đang sử dụng ở cột 2 nè. Left. À, động từ ở thấy quá khứ đơn. Left. Rồi tụi con thấy đúng cái cấu trúc chưa? Hiện tại hoàn thành, since quá khứ đơn. Vậy thì cái mệnh đề phía trước since động từ sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành. Còn cái mệnh đề phía sau since động từ sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Vậy sau since còn là một mệnh đề được chia ở thì quá khứ đơn. Number 6. Thưa cô là for. Right, for. For ages là đã rất lâu rồi. For ages không xác định cụ thể là vào thời điểm nào, chỉ nói là khoảng thôi, khoảng rất là lâu rồi. For ages. Number 7. From number 7 to number 10. Care. Dạ cô, number 7. I wonder where Joy is. I haven't seen him. For last week là khoảng tuần trước, đúng không? For last week. Nếu là week, for last week. Nếu như là khoảng 2 tuần, 3 tuần thì con sẽ sử dụng là for. Như này cụ thể đây cho con là last week là tuần vừa rồi. Vậy con có xác định được tuần vừa rồi là tuần nào không? Tuần vừa rồi, last week. Nếu nó là 2 tuần, two weeks hoặc là 3 weeks thì khi đó con không xác định được là tuần nào hết. Nhưng mà ở đây last week là tuần vừa rồi. Vậy con đặt trong trường hợp là con khi giao tiếp nói là last week thì tại cái thời điểm nói con lùi lại, đúng không? Con lùi lại thì con sẽ biết cái tuần đó là tuần nào, đúng không? Vậy ở đây sẽ là since. Right, since last week. Ví dụ của nó đây là two week thì con sẽ sử dụng là for 2 weeks. Number 8. Picture number 8. Then on way she begin on way. On way. Cô là xin Friday. Right. In Friday. Dạ cô là
For. Right. A few weeks. For a few weeks, what does it mean? Dạ thưa cô là vài tuần. Right, for a few weeks. Number 10. Dạ thưa cô là xin. Since. Trong trường hợp này thì lưu ý cho cô là nếu mà thấy có o đó, thấy có o thì sẽ không sử dụng gì hết, không sử dụng since hoặc là for luôn. I have lived here all my life. Cả một đời của tôi đã sống ở đây. I have lived here all my life. Ở đây tụi con thấy sử dụng thì hiện tại hoàn thành đúng không? Để diễn tả cái sự việc trong quá khứ, nhưng mà tới thời điểm hiện tại vẫn chưa kết thúc. Đó là cái điểm khác với thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn là cái việc đã kết thúc rồi trong quá khứ. Còn sử dụng thì hiện tại hoàn thành là nói về cái sự việc xảy ra trong quá khứ, nhưng mà tại cái thời điểm mình nói nó chưa có kết thúc, mà nó vẫn còn có thể tiếp tục diễn ra nữa. Nhà tôi đã đang sống ở đây cả một đời của tôi. Hiện giờ tôi vẫn còn sống ở đây, đúng không? All my life. Đối với all thì tụi con không sử dụng since hoặc là for phía trước đó. All my life. Nhớ cho cô chỗ này nha. Cái này là cái trường hợp đặc biệt. Vậy thì khi thấy trong câu có dấu hiệu là for since thì tụi con biết câu đó sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Vậy nhớ cho cô cái cấu trúc là hiện tại hoàn thành, since, quá khứ đơn. Right. From number 1 to number 3. I play. Câu này con xác định cho cô là con sử dụng thì gì trước? Dạ, thì quá khứ đơn. Dấu hiệu nhận biết là last week. Có last week thì dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Nhưng mà con nhìn thấy phía trước last week có gì? Dạ, có sai. Con không biết đọc từ này. Since. Nè, con đọc since. 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 Xong rồi CE. Ê, tụi con thấy tận cùng là CE thì đọc là sờ. Since. Vậy có since là dấu hiệu của thì gì đây ý? Dạ, có since. Có for, có since là dấu hiệu của thầy. Dạ, là dấu hiệu của thầy hiện tại đơn. Hiện tại hoàn thành. Dạ. Vậy thì hiện tại hoàn thành con có cấu trúc như thế nào? Con nhắc lại cho cô là chủ từ cộng với gì? Dạ. Chủ từ cộng với danh từ. Chủ từ cộng với have hoặc là has cộng với động từ như thế nào? Cộng với động từ thêm in. Cộng với động từ như thế nào? Để cô
cộng với động từ ở cột mấy? Cột 2 hay là cột 3? Cột 2. Cột 2 là của quá khứ đơn. Còn cột 3. Cột 3. Verb 3 hoặc là verb thêm ed với túc từ. Vậy dựa vào cấu trúc này, con chia cho cô động từ ở đây. Dạ là I help, please help it. Right. I have lived here. Con nói cho cô biết là cái âm ed này con đọc là gì? Dạ. Ed này con đọc là T. Chưa đúng, không có rơi vào những cái trường hợp đọc là T. Đọc là D. D. Right. D. Rồi, ở đây cô nhắc lại về cái cách sử dụng của thể hiện tại hoàn thành ha. Nếu tụi con sử dụng have lived là thể hiện tại hoàn thành thì câu này nó mang cái ý nghĩa đó là tôi đã đang sống ở đây since last week, từ tuần trước. Tôi đã sống ở đây từ tuần trước. Và khi tụi con thấy sử dụng thể hiện tại hoàn thành với since thì nó mang ý nghĩa là tôi vẫn còn sống ở đây, đúng không? Tôi sống, tôi ở đây vài tuần trước mà hiện giờ thì tôi vẫn còn ở đây, đúng không? Tại vì thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả sự việc nó vẫn còn cái kết quả ở hiện tại, nó chưa kết thúc. Còn nếu sử dụng thì quá khứ đơn ở đây thì sẽ không có since, chỉ có last week thôi. Thì cái việc sống ở đây là cái việc của tuần trước, nó kết thúc rồi. Now, number two, E, continue. We don't. Câu này con sử dụng thì gì? Dạ. Câu này con sử dụng thì thì hiện tại thật thì hiện tại đơn. Câu này con thấy có gì? Có for đúng không? Có for since. Có for since là dấu hiệu của thì gì? For since là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Giờ con chia cho cô động từ ở đây. Dạ là nó không phải là not thể phủ định thì con thêm gì vào sau have gì has? Thêm has cộng not cộng cái ba. Right, haven't rồi cộng với v ba ở đây là gì? Dạ, V3 ở đây là
Can you spell it? A-A-T. E-N, right. Eaten. Eaten, what does it mean? Eaten. I haven't eaten in that restaurant. Chúng tôi không có. Chúng tôi phục vụ trong nhà hàng. Eat. Eat, what does it mean? Eat. Dạ là ăn. Right. Number three. Dạ là ai. I don't see him as Câu này con sử dụng thì gì? Dạ thì what's today? Có yesterday. Nhưng mà trước yesterday con thấy có gì? Dạ có since. Có since. Thì đây là dấu hiệu của thể. Hiện tại hoàn thành. Right. Vì sao mà tụi con thấy thường á thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn nè. Nó lại có đi chung với nhau như vậy. Bởi vì thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn tụi con thấy có liên quan không? Có. Bởi vì thì hiện tại hoàn thành là nói về sự việc trong quá khứ đúng không? Nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại nó vẫn còn. Vậy là nó có liên quan tới quá khứ. Chính vì vậy mà tụi con sẽ thấy cũng có xuất hiện những cái dấu hiệu của thì quá khứ. Nhưng mà lưu ý cho cô thấy có since với for là sẽ sử dụng thì hoàn thành. Ở đây là thì hiện tại hoàn thành. Rồi ý continue. I don't. I help. But I haven't. Động từ ở đây là sẽ là cột 3. Cột 3 của C là? C là Em vào xin. Xin, what does it mean? Xin. Si. Nhắc lại cho cô ba cột của si đi ý. Dạ. Ba cột của si là si. Si với si so sin. Run number 4 to number 6. Fact. Thưa cô, đây là hiện tại hoàn thành. Có dấu hiệu nhận biết là? Since last year. Right. Since last year. Thưa cô là have eaten
thêm ed. Right. Attend. Ed này con đọc là gì? Thưa cô là đi. Tận cùng là gì đây? Đi nữa thấy không? Đi. Đọc là đi. At. Attended. Attended. Attend nghĩa là động từ đi đến một nơi nào đó đều đặn, đúng không? Attend nghĩa là tham gia theo học tại trường Quang Trung. Have attended. Number 5. Number 5 là have. Câu này thì gì đây Phát? Thưa cô là thì. Thì hiện tại hoàn thành. Với dấu hiệu nhận biết là for this. For 20 years. Thưa cô là have. Has. Thưa cô là work thêm ed. Right. Has work. Work này con sẽ đọc là âm ed này con đọc là gì để phát? Thưa cô là it. Tận cùng là k thì con đọc là tờ không? Worked. Worked. Xem lại cho cô cái phần cách phân biệt cách y đọc ed này ha. Cứ mỗi lần làm bài là cô sẽ hỏi tụi con cái ed này đọc là cái gì. Number 6. Thư cô là ba. Đây thư cô đây là thì hiện tại hoàn thành. Với dấu hiệu nhận biết là sai nga 1995. Right. Phan repeat since. Since. Right. Ba has collect have ed. Ed này con đọc là gì? Thưa cô là it. Right. Collected. Tận cùng là chi nè. Collected. Number 7. From number 7 to number 10. Tú. Thưa cô là câu đó là thì quá khứ đơn. Với dấu hiệu nhận biết là? Là 10 years. 10 years. Quá khứ đơn đâu có dấu hiệu nhận biết là 10 năm đâu Tú. Chỉ là hiện tại. Có lẽ thì hoàn thành. Thì gì hoàn thành? Thì hiện tại hoàn thành. Right. Với dấu hiệu nhận biết là? For. Right. For. Con chia động từ đi Tú. Dạ. Thank you.
Thì hiện tại hoàn thành con có cấu trúc là gì? Hiện tại hoàn thành có cấu trúc là S cộng H cộng 3 ID. Vậy đối với chủ tự là đây con sử dụng H hay H? Dạ. Với chủ từ là đây thì con sử dụng have hay has? Là have. Right. Này có not nữa. Haven't. Right. Have, đây là động từ ở V1 đúng không? Have là động từ V1. Have là có đó. Động từ mang nghĩa là có. Vậy cột 3 của have là? Chưa đúng. Động từ này rất là thường hay gặp như Tú. Vậy con về con viết lại cái bảng động từ có chứa chữ have này cho cô nha. Viết là gì? Từ 2 giờ là hát. Right. Have and hát. Number 8. Câu câu là how. Câu này con sử dụng thì gì? Thì hiện tại hoàn thành. Với dấu hiệu nhận biết là? Sai. Repeat. Since. Right. Since. Đây quá khứ đơn nè. They were at school. Một mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Tụi con sử dụng since. How? No. No, right. No. They have known each other. No. Con nhắc lại cho cô ba cột của động từ know. Có động từ no là no, nay, no. No, new. New. No. No, right. No, new, no. 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 New. No. New. No. Number 9. Nay là... I haven't. Câu này con có dấu hiệu nhận biết là gì? Là for. For. Rồi con đọc lại cái động từ. Run. Run. Run là với mấy? Là với 3. Vậy con nhắc lại cho cô. Ba cột của ring. Là ring, rang, run. Ring, rang, run. Right. Number 10. Cô là hát.
Câu này có dấu hiệu nhận biết của thầy gì hôm nay Tú? Dấu hiệu là chữ pha. Chữ pha là nguyên chữ sofa này luôn. Sofa hôm trước á, hôm trước học rồi con nhớ không? Sofa là dấu hiệu của thầy hiện tại hoàn thành bên cạnh for và since, thì sofa là một trong những dấu hiệu của thầy hiện tại hoàn thành, mang nghĩa là cho tới bây giờ đó. Sofa cho tới bây giờ. He has a great Read là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc đây Tú? Câu là có quy tắc. Có quy tắc thì con thêm ed đúng không? Thêm ed. Rồi vậy con sẽ viết bài phạt cho cô là nguyên cái bảng động từ có chứa chữ read nha Tú. Dạ. Rồi cô nhắc lại cho con ha. Read. 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 Cách viết giống nhau nhưng mà lưu ý cho cô cách đọc khác nhau. Read. 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 Lưu ý cho cô ha. Read. 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 He has read 53 pages so far. Cô ấy, anh ấy đã đọc được 53 trang. Tới bây giờ anh ấy đọc được 53 trang rồi. Rồi phần còn lại. From number 11 to number 20, tụi con sẽ về nhà làm tiếp cho cô ha. Riêng Tú nè, Tú con viết cho cô cái bảng động từ có quy tắc có chứa từ read. Con nghe cô dặn không Tú? Dạ có cô. Là nguyên cái bảng đó luôn. Con hiểu ý cô không? Là con sẽ viết nguyên cái bảng. Dạ. Chứa chữ read cộng với làm bài tập về nhà cho cô từ câu 11 cho tới câu 20. Rồi chép bài phạt là phần đó của con. Rồi phần làm bài tập về nhà là cả lớp cùng làm. Cả lớp sẽ làm cho cô bài tập về nhà từ câu 11 cho tới câu 20. Rồi tiếp sau thì cô sẽ hướng dẫn cho tụi con hai cái thầy nữa sẽ có trong cái phần những cái thầy mà sẽ có trong cái phần học kỳ 1 của tụi con á. Mà trước khi học bài mới thì cô sẽ ôn lại, nghĩa là tiết trước đã học hai thầy rồi, tiết này học hai thầy nữa, mà tụi con còn thầy nữa là thầy hiện tại tiếp diễn. Vậy thì cô sẽ cho làm bài tập về thầy, nghĩa là lần này sẽ khó hơn, có nghĩa là tụi con cô sẽ gom tất cả các thầy đã học lại để làm bài tập thì nó sẽ khó nhận biết hơn, cho nên phải học kỹ cái dấu hiệu nhận biết để có thể biết là phải sử dụng thầy nào. Vậy là chủ nhật 8 giờ tối chủ nhật sẽ nộp lại cho cô cái phần bài tập về nhà, và bạn nào viết bài phạt thì cũng sẽ nộp cho cô luôn trước 8 giờ ngày chủ nhật. Ủa cô ơi, vậy mình chép là mấy lần cô? Con chép 2 lần. Dạ.
Goodbye, everyone. See you later.